Cô chào các em. Hôm nay cô và các em sẽ cùng trả lời câu hỏi số 2 phần 2 trong 130 sách giáo khoa Sinh học 10. Đề bài như sau: Em hãy thử nêu các môi trường tự nhiên thích hợp cho sự sinh trưởng của từng nhóm vi sinh vật trong bảng. Phía trên màn hình cô có bảng. Cột tay trái là nhóm vi sinh vật gồm có vi khuẩn, tảo đơn bào, nấm và động vật đơn bào và cột bên tay phải là pH tối ưu đối với phần lớn vi sinh vật. Ngay bây giờ chúng ta cùng đi tìm môi trường thích hợp cho các nhóm sinh vật này. Đối với vi khuẩn, khi ở môi trường pH tối ưu đó là gần trung tính, thì môi trường thích hợp sẽ là đất, nước, chất thải phóng xạ, suối nước nóng. Đối với tảo đơn bào, thì pH tối ưu đó là hơi axit, thì vùng nước ngọt là môi trường thích hợp nhất. Đối với nấm, pH tối ưu là axit, thì dạ dày chính là môi trường thích hợp. Đối với động vật đơn bào, Bé tối ưu là gần trung tính thì môi trường thích hợp của chúng sẽ là kênh, ao, hồ, cống rãnh. Như vậy cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi số 2 phần 2 trang 130 sách giáo khoa Sinh học 10. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tập tiếp theo.